Giới thiệu quý vị, chúng tôi là Ron của các Catstream. Về nền tảng ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu giải pháp về của Patch, được gọi là Super Patch. Giải pháp này sẽ giúp liên thông giữa các bệnh viện. Sau đây tôi xin giới thiệu về nền tảng. Hiện giờ thì các tổ chức y tế hiện nay có rất nhiều những cái tham vọng và những cái chiến lược kinh doanh liên quan đến những giải pháp trong công tác chẩn đoán hình ảnh. Các trung tâm chẩn đoán hình ảnh đang muốn mở rộng thêm về quy mô. Chúng ta có những cái tổ chức y tế rất là lớn và muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những dữ liệu. Tất cả những cái bác sĩ đều muốn sử dụng một cái môi trường chẩn đoán hình ảnh tại các bệnh viện mà vẫn giữ tính năng để sử dụng cho các bác sĩ chẩn đoán. Hiện giờ thì có rất nhiều những thách thức. Một trong những cái thách thức lớn nhất mà chúng tôi gặp phải đó là các hệ thống thông tin có sự đa dạng rất là lớn. Mỗi một bệnh viện thì có một hệ thống RIS-RIS-PACS, một hệ thống báo cáo trả kết quả khác nhau. Và mỗi bệnh viện phòng khám thì cũng có một cái hệ thống hạ tầng mạng để triển khai theo một cách khác nhau. Như các quý vị đại biểu đều biết thì phương pháp hội chẩn từ xa đang trở nên ngày càng thông dụng. Và mỗi một kết nối từ bệnh viện này sang bệnh khác thì thông thường sẽ được triển khai theo mô hình ad hoc. Và sẽ có rất nhiều những công việc phải triển khai. Nó rất là đa dạng, phụ thuộc nhiều vào hạ tầng kiến trúc mạng. Và hội chẩn từ xa thì yêu cầu những cái công cụ riêng. Sau đây thì tôi xin được chia sẻ với quý vị kiến thức tổng quan về Super Patch. Chúng tôi muốn cung cấp một cái xu hướng mới trong công nghiệp hóa về Patch, sự hợp nhất của các nhà cung cấp trong cái sản phẩm y tế. Về giải pháp của chúng tôi thì kiến trúc này sẽ cung cấp một cái quy trình chẩn đoán theo mô hình liên cơ sở nhằm hạn chế những khoảng cách về địa lý, những giới hạn về hệ thống mà hệ thống mang lại. Danh sách những bệnh nhân theo một cái danh sách bệnh nhân chung cho các bác sĩ trong phòng khám. Như hình ảnh chúng ta có thể thấy ở đây thì tất cả các site có thể truy cập vào chung và các bác sĩ có thể truy cập vào tất cả các site để có thể xem được. Và chúng ta sẽ có một cái giao diện chung để trả kết quả cũng như là một danh sách bệnh nhân chung. Chúng ta có thể trả kết quả thông trên tất cả các cái site. Về cơ bản thì Super Patch nghĩa là chúng ta sẽ mang tất cả các cơ sở với nhau liên kết lại để trở thành một cái cơ sở chung duy nhất. Vậy thì cái lợi ích mà chúng ta sẽ mang lại, lợi ích đầu tiên mà chúng tôi hướng đến đó là việc hiệu quả và tăng năng suất lao động. Thứ nhất là nó sẽ cân bằng khối lượng công việc cho các bác sĩ chẩn đoán, tận dụng tài nguyên theo chuyên môn và tính sẵn sàng của hệ thống, không dựa trên vị trí địa lý. Các cái chẩn đoán lĩnh vực chuyên môn cũng như là các cái dịch vụ tư vấn sẽ được cung cấp dành cho bệnh nhân. Nó sẽ cho các bác sĩ những cái hình ảnh tổng thể để có thể chẩn đoán cho bệnh nhân. Mà các bác sĩ
chẩn đoán tại tất cả các cái site như là ABCD thì đều có thể truy cập vào để đọc hình ảnh. À, cuối cùng là nó sẽ làm giảm chi phí tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có mà không cần phải di chuyển dữ liệu hệ thống, giảm thiểu sự phức tạp của IT và chuẩn hóa quy trình đọc ảnh cũng như là các cái công cụ đi kèm. Vậy thì làm thế nào để có thể thực hiện được như vậy? Thì về cơ bản thì đối với CanStream thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp như sau. Đầu tiên là sẽ đồng bộ dữ liệu. Nó sẽ đồng bộ dữ liệu thành một cái dữ liệu tổng thể, sử dụng cái một cái trung tâm xử lý dữ liệu. Và chúng tôi sử dụng hai phương pháp. Thứ nhất là hệ thống dự phòng, trong trường hợp mà hệ thống chính gặp vấn đề thì chúng tôi sẽ có cái để xử lý. Hiện giờ thì chúng ta khi xử lý hình ảnh, chúng ta muốn là sau 4 đến 5 giây chúng ta phải hiển thị được hình ảnh. Và chúng ta muốn xem lại những cái hình ảnh cũ từ những cái bệnh, từ những cái site khác, và bác sĩ ở tất cả các site đều có thể xem được. Và chúng tôi sẽ phải sử dụng cái CanStream Agent. Đối với những cái site mà không sử dụng CanStream Packs thì chúng ta sẽ sử dụng CanStream Agent để chúng ta có thể đồng bộ dữ liệu, để giúp cho các bác sĩ chẩn đoán có thể dễ dàng xem những cái hình ảnh cũ của bệnh nhân. Ngoài ra có thể giúp những cái hệ thống PACS khác có thể kết nối với hệ thống PACS của CanStream. Hệ thống PACS có một cái điểm rất là mạnh, đó là cái hệ thống báo cáo tra kết quả của PACS. Pick Support thì giúp cho chúng tôi là có thể đồng bộ dữ liệu giữa các cái site, những cái cơ sở khác nhau. Chúng ta có thể thấy rằng cái việc lưu trữ dữ liệu sẽ trở nên dễ dàng hơn và chúng ta không cần quan tâm nhiều đến việc là giữa các site thì có sự khác biệt như thế nào. Và chúng ta sẽ nhận được hình ảnh. Sau đó thì chúng ta sẽ gửi hình ảnh đến cái cơ sở trung tâm và lấy lại hình ảnh sau khi bác sĩ chẩn đoán đã đọc xong. Về cơ bản thì chúng ta có ba cái hồ sơ mà có thể, ba cái phương pháp để kết nối. Đầu tiên là hệ thống y tế theo khu vực. Tất cả những cái site này thì có một điểm chung là được sở hữu bởi một cá nhân hoặc là một tập thể. Giống như là có thể là tất cả các bác sĩ, các cái bệnh viện này thuộc quyền sở hữu của bệnh của chính phủ. Và đối với đối tượng chẩn đoán thì nó sẽ yêu cầu một cái giao diện chung để có thể chẩn đoán giữa các site, nghĩa là chẩn đoán liên cơ sở. Các site có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc chẩn đoán. Đặc biệt là trong chẩn đoán cái lĩnh vực liên quan đến tim mạch thì chúng tôi cần sự hỗ trợ giữa các site với nhau. Về cơ bản thì tôi xin được trình bày về cái hệ thống y tế khu vực như sau. Thì chúng ta thì rất là muốn là tạo ra một cái môi trường liên kết giữa các cơ sở để tìm kiếm giải pháp hiệu quả cung cấp khả năng chẩn đoán liên cơ sở. Đầu tiên thì nó sẽ giúp là tối ưu hóa nguồn lực chẩn đoán giữa các cơ sở y tế. Đối với cái đối tượng bác sĩ phòng khám thì nó sẽ yêu cầu một cái sự truy cập toàn bộ vào những cái dữ liệu của bệnh nhân để có thể xem được và trả và đưa ra cái phác đồ điều trị. Đối với cái
Đối với cái hệ thống này thì tất cả các site sẽ phải thuộc quyền sở hữu của một thực thể như chính phủ hay là một chuỗi tư nhân. Nếu như quý vị nhìn vào cái hình ảnh ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là tất cả cái site B ở đây đang sử dụng Kestream và site D sẽ ở sử dụng Kestream, trong khi site A và site D thì sẽ sử dụng hệ thống Kestream khác, hệ thống patch khác. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ phải đồng bộ dữ liệu giữa tất cả các cái site. Và đối với những site mà không sử dụng Kestream, sử dụng patch của Kestream thì sẽ sử dụng cái Kestream agent để đồng bộ dữ liệu của bệnh nhân. Như chúng ta thấy là tất cả những cái hình ảnh DICOM đã được đẩy về cái data center để lưu trữ tập trung tại đây. Tất cả những cái siêu dữ liệu này hoàn toàn có thể được lưu trữ ở trong data center. Như vậy thì chúng ta sẽ không cần phải chi quá nhiều tiền cho cái việc mà lưu trữ hình ảnh tại các cái site của chúng ta. Sau đó thì hình ảnh sẽ được chuyển về từ trung tâm, chuyển về cho bác sĩ tại một site nào đó sử dụng cái stream patch để đọc hình ảnh. Ngoài ra thì bác sĩ cũng có thể truy cập vào cái lịch sử tại site B. Tại site B để có thể xem được hình ảnh dữ liệu cũ của bệnh nhân, mặc dù là bệnh nhân đã từng chụp tại site B và sau đó chuyển sang site C để chụp tiếp. Như chúng ta thấy là bác sĩ tại site D hoàn toàn có thể xem được hình ảnh hiện tại đã được chụp tại site C và xem hình ảnh cũ tại site B. Sau khi mà báo cáo các trả kết quả đã được trả thì nó sẽ trả lại về data center. Tại data center thì nó sẽ gửi trả lại hình ảnh về site C. Và chúng ta sẽ không lưu trữ hình ảnh tại site D mà chúng ta sẽ lưu trữ hình ảnh tại site C. Hình ảnh sẽ được trả về tại site C. Các bác sĩ phòng khám sẽ đọc ảnh ở trực tiếp tại site C và cũng có thể xem được những cái dữ liệu trước đây tại site A. Như vậy nó sẽ mang lại một sự linh hoạt cho các bác sĩ phòng khám cũng như bác sĩ chẩn đoán trong công việc chẩn đoán hình ảnh. Cuối cùng thì tôi xin bác sĩ chẩn đoán hoàn toàn có thể là báo cáo trả kết quả từ xa. Trong trường hợp là chúng ta không trực tiếp ngồi tại bệnh viện thì chúng ta hoàn toàn có thể truy cập từ xa để đọc ảnh và chẩn đoán. Và chúng ta thể thấy bác sĩ chẩn đoán đang đọc hình ảnh tại site D và hình ảnh cũ thì được chuyển lại từ site C. Và đối với bác sĩ phòng khám thì hoàn toàn có thể xem được trên hệ thống của Kestream của Patch. Chúng ta có thể xem trên các cái thiết bị thông minh như là iPad hoặc iPhone. Tất cả đều có thể truy cập từ xa để xử lý hình ảnh. Tuy nhiên thì nó yêu cầu một cái sự bảo mật về đường truyền. Chúng ta sẽ phải dùng những phương án như là VPN hoặc là firewall. Trong trường hợp mà data center gặp lỗi thì chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào hệ thống Kestream của Patch tại site D. Nhưng trong trường hợp này thì site C do không sử dụng Kestream của Patch thì các bác sĩ có thể đọc tại site C trực tiếp. Vậy nên là chúng ta sẽ cần một giải pháp khác để mang lại cái hệ thống dự phòng. Cái hệ thống dự phòng này sẽ luôn luôn ở tình trạng sẵn sàng để hỗ trợ trong trường hợp mà hệ thống chính gặp vấn đề. Ở đây tôi xin tổng quát lại một chút về cái hệ thống y tế khu vực này. Thì
Bác sĩ chẩn đoán có thể chẩn đoán tại các cái chẩn đoán tại các site và có thể xem được những cái hình ảnh dữ liệu từ trước. Dữ liệu thì luôn luôn được cập nhật mới. Ngoài ra thì chúng ta có thể xem được từ bất kỳ một site nào. Đối với bác sĩ phòng khám thì chúng ta cũng có thể truy cập từ bất cứ nơi nào sử dụng ViewMotion. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng những cái trình duyệt khác để có thể truy cập vào ViewMotion để xem. Đối với đội ngũ cán bộ nhân viên của IT, chúng ta sẽ không cần phải di chuyển người để xử lý những cái vấn đề chúng ta sẽ phải đầu tư ít hơn vào những cái vấn đề liên quan đến hạ tầng. Nó sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý. Và tiếp theo thì tôi xin được chuyển sang cái việc đọc theo nhóm và chẩn đoán từ xa. Về cơ bản thì cái phương án này cũng giống như là cái lựa chọn phía trên mà tôi đã trình bày. Nó thông thường sẽ được sử dụng cho những cái công ty nhỏ, những cái đơn vị nhỏ phối hợp với nhau, liên kết với nhau để cùng chẩn đoán hình ảnh. Tôi cũng đưa ra một cái hình ảnh về một cái hình ảnh mà có những cái sai mà không sử dụng Carestream của Patch. Và giống như cái phương án trước thì tất cả hình ảnh đều được lưu giữ tại trung tâm dữ liệu. Tương tự như vậy thì bác sĩ chẩn đoán cũng có thể truy cập từ xa để xem hiển thị hình ảnh, cũng như xem được toàn bộ tất cả những cái dữ liệu của bệnh nhân trước đây tại các cái site. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ vẫn phải có những cái hệ thống dự phòng. Tôi xin tóm tắt lại những cái mà việc chẩn đoán từ xa sẽ mang lại. Chúng ta có thể đọc được dữ liệu ở bất kỳ đâu. Chúng ta có thể làm việc tại bất cứ site nào. Sẽ chỉ có duy nhất một cái giao diện để trả kết quả cho bệnh nhân. Đối với bác sĩ phòng khám thì các anh chị sẽ không cần phải di chuyển giữa các site để thực hiện, mà chúng ta có thể tiết kiệm thời gian trong việc đưa ra những cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Chúng ta không cần phải sử dụng phim xem ảnh, vì chúng ta có thể xem ảnh trực tiếp ở trên hệ thống Patch. Tương tự như vậy thì đối với đội ngũ IT thì cũng sẽ nhận được những cái sự trợ giúp rất là lớn. Nó sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý. Và cuối cùng thì chúng tôi muốn nói đến cái hệ thống khi mà tất cả những cái bệnh viện lớn và những cái tập đoàn về y tế liên kết lẫn với nhau. Các anh chị có thể nhìn thấy ở trên mô hình. Và về cơ bản thì việc chẩn đoán theo nhóm bệnh viện lớn thì nó cũng dần hai mà tôi đã giới thiệu. Tuy nhiên là nó sẽ có ở mức độ lớn hơn dành cho những cái bệnh viện.
và dĩ nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể truy cập bất kỳ lúc nào. Đối với bác sĩ phòng khám thì chúng ta sẽ có được những dữ liệu cập nhật mới nhất. Không có vấn đề trong việc di chuyển giữa các cái site với nhau. Và đội ngũ IT thì sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý nhân viên. Và chúng tôi xin tóm tắt một số những cái phản hồi từ phía người dùng. Thì hệ thống CareStream mới này thì đã giúp đồng bộ dữ liệu bệnh nhân giữa các cái cơ sở PACS nhằm cung cấp quyền truy cập tự động ra vào trước ca khám trước. Danh sách bệnh nhân chung, cái global list là điều mà chúng tôi thực sự mong đợi, thật sự rất tuyệt vời để sử dụng, cũng như là cái hiệu quả mà nó mang lại là Dr. Mark Beller from Rima đã ghi chú lại. Nó rất dễ dàng cho các bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh có thể đọc tại rất nhiều các cái cơ sở. Nó nâng cao cái sự hiệu quả dành cho bác sĩ chuẩn đoán trong việc hội chẩn từ xa. SuperPACS thì cái kiến trúc này sẽ cung cấp khả năng liên kết, việc liên kết giữa các cơ sở y tế như là một cái cơ sở để tập trung và nâng cao sự hiệu quả thông qua việc chẩn đoán liên cơ sở. Ngoài ra thì cái kiến trúc này cũng giúp nâng cao năng suất hiệu quả cho việc chẩn đoán dịch vụ theo nhóm chẩn đoán từ xa. Chúng ta tập trung tất cả các cái site lại như là một cái site chung, và như vậy chúng ta sẽ cung cấp dịch vụ cho những cái site xung quanh. Và chúng ta phải có một cái trung tâm dữ liệu để dự phòng. Và đây là một số những cái trung tâm bệnh viện y tế mà tôi đã triển khai. Như quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình thì hiện giờ tại Doxy tại Mỹ thì sẽ có 3 trung tâm cơ sở dữ liệu, và mỗi cơ sở này phục vụ cho 15 cơ sở y tế và 1 triệu ca chụp mỗi năm. Tương tự như vậy chúng ta có thể thấy ở Israel hay là ở cộng đồng hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Mỹ lưu giữ dữ liệu tập trung cho 50 bệnh viện và sẽ phát triển thêm 3-4 bệnh viện mỗi một quý. Ngoài ra thì còn có những bệnh viện tại Paris, ở châu Âu, Scotland. Và chúng tôi chỉ muốn là... Có một điều rất đặc biệt ở đây là 100% những bệnh viện tại Scotland sử dụng hệ thống CareStream PACS. Và bao gồm 40 bệnh viện và 3,5 triệu ca chụp mỗi năm. Ngoài ra ở Tunisia, California... đây là tất cả những gì mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị các đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn ạ.